Đây chúng ta tiếp về phần nhân duyên được phân tích theo thì phân tích theo duyên sinh. Thì hôm trước tôi có đề nghị để cho các vị tự tính lấy các cái duyên sinh chúng ta nhân duyên tính theo cái duyên sinh ấy. Thì chúng ta cũng dễ tính đó là chúng ta cứ lấy cái gì cứ mỗi cái mấu chốt duyên sinh ấy. Thì trong duyên sinh chúng ta cũng có năng duyên và sở duyên, tức là vô minh duyên cho hành. Thì khi đó vô minh là năng duyên và hành là sở duyên, và trong cái năng và sở đó, nếu cái mấu chốt duyên sinh nào trong năng duyên mà có các nhân tương ưng, tham sân si vô tham, vô sân vô si thiện và vô ký đó, và nếu các cái nhân tương ưng đó trợ sanh cho sở duyên bằng cách đồng sanh, thì chúng ta lấy, chúng ta chọn cái chi pháp đó được kể là nhân duyên. Vậy thì trong cái mấu chốt đầu tiên vô minh duyên hành ấy, thì chúng ta thấy rằng hành là có tất cả là ba hành: phúc hành, bất động hành và phi phúc hành. Và năng duyên là vô minh. Vô minh chính là cái sở hữu si, là một trong ba nhân bất thiện. Vậy thì khi mà chúng ta phân tích nhân duyên theo duyên sinh ấy, thì chúng ta sẽ lấy cái vô minh duyên cho bất động hành, bởi vì bất động hành, xin lỗi, phi phúc hành, bởi vì phi phúc hành nó là bất thiện và vô minh cũng là bất thiện, và chỉ bất thiện với bất thiện ấy, thì mới có thể đồng sanh. Như vậy thì trong cái mấu chốt đầu tiên vô minh duyên hành ấy, thì khi đó nó vô minh trợ cho duyên, trợ cho phi phúc hành, thì mới được kể là có cái nhân duyên. Còn vô minh trợ cho phúc hành và bất động hành nó thì không có nhân duyên. Và trong vô minh duyên cho phi phúc hành đó đó, thì chỉ những cái phi phúc hành nào mà đồng sanh với vô minh thì mới được kể là vô minh trợ cho phi phúc hành đó bằng nhân duyên. Còn nếu phi phúc hành nào mà sanh sau vô minh thì phi phúc hành đó không được kể, là không được tính vào nhân duyên. Vậy thì hai cái điều kiện mà chúng ta tính nhân duyên đó, thứ nhất đó là năng duyên đó phải là một trong chín nhân tương ưng, và thứ hai là cái sở duyên mà năng duyên đó tác động là phải đồng sanh. Thì chúng ta lần lượt chúng ta ở trong cái lớp học này á, chúng ta chỉ có không nhiều người. Thật ra tôi cũng các vị học viên nào mà nếu chúng ta thấy rằng là ở trong phòng chúng ta tiện có thể mở web không được, và nếu xung quanh mình không có ồn ào thì chúng ta vẫn có thể mở mic, bởi vì tôi cũng rất cần cái sự phản hồi từ các vị ở trong các cái bài học kế tiếp về về nhân duyên này. Là do vì ở trong cái phần duyên khá chi ly á, cho nên tôi muốn biết rằng là các vị có thể theo kịp bài hay không. Thì các vị cứ các vị nào tiện mà nghĩ rằng cũng có thể trao đổi bài học á, thì chúng ta cứ mở cái webcam để có thể cứ theo dõi tiện ha. Vậy thì chúng ta tính lần lượt, các cái mấu chốt còn lại. Vô minh duyên hành á, thì chúng ta có vô minh
trợ cho phi phúc hành đồng sanh. Thì trong khía cạnh đó, đó thì có nhân duyên, và kế đến đó thì chúng ta có hành duyên thức. Hành nó chính là cái sở hữu tư trong thiện, trong bất thiện và thiện nghiệp thế. Thì cái sở hữu tư đó, đó hành duyên cho thức đó, thì hành nó là năng duyên, và hành nó không có, không thuộc về chính nhân tương ưng. Do vậy cái mấu chốt thứ hai đó là hành duyên thức đó, là chúng ta cũng không có, không có trợ duyên bằng nhân duyên. Rồi thức duyên danh sắc thì năng duyên nó chính là thức, thì năng duyên không thuộc về chính nhân tương ưng, chúng ta không có nhân duyên. Rồi danh sắc duyên cho lục nhập thì danh sắc này thì chỉ có danh thì có, thì có nhân duyên, còn sắc thì không có. Như vậy thì danh sắc cái duyên cho lục nhập thì chúng ta chỉ lấy cái phần danh, nghĩa là cái danh nào, nghĩa là sáu chính nhân tương ưng trong danh đó, đó mà nếu mà trợ cho lục nhập đó, là cũng tương tự trường hợp của vô minh duyên hành, là chỉ trong những cái trường hợp nào mà đồng sanh đó, thì chúng ta kể. Rồi danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, lục nhập duyên cho xúc thì cũng không có nhân duyên. Xúc duyên thọ cũng không có nhân duyên, tại xúc không thuộc về các nhân tương ưng. Thọ duyên cho ái thì mấu chốt này cũng không có nhân duyên, mà ái duyên cho thủ thì ái thuộc về, thuộc về tham. Cho nên là ái duyên thủ đó thì có nhân duyên. Tất nhiên là chỉ có ái duyên thủ nào, ái trợ sanh cho thủ nào đồng sinh với ái thì khi đó mới có nhân duyên. Rồi thủ duyên cho hữu thì thủ, thủ ở đây chúng ta có tứ thủ, thì trong đó dục thủ thuộc về ái, các thủ còn lại thì tà kiến. Do vậy thủ duyên cho hữu mà chúng ta kể nhân duyên ở đây thì chúng ta chỉ có cái dục thủ thôi, bởi vì dục thủ thuộc về, dục thủ thuộc về tham, tức là một trong ba nhân bất thiện. Hữu duyên hữu, rồi hữu duyên cho, hữu duyên cho sinh thì cũng không có nhân duyên. Rồi sinh duyên cho già chết sầu bi khổ u não cũng vậy. Do vậy thì ở đây chúng ta có các cái mấu chốt duyên sinh được phân tích theo nhân duyên đó. Thì đầu tiên chúng ta có là vô minh duyên hành, rồi đến danh sắc duyên cho lục nhập, và ái duyên, duyên cho thủ, và thủ duyên cho hữu. Tất nhiên là trong các cái mấu chốt này, khi mà chúng ta phân tích theo nhân duyên đó, thì chúng ta chỉ lấy một phần trong đó chứ không phải là tất cả. Ví dụ giống như là thủ duyên cho hữu thì chúng ta phải hiểu rằng là thủ duyên cho hữu được kể có nhân duyên là ở trong khía cạnh là dục thủ, và duyên cho nghiệp hữu nào mà đồng sanh với dục hữu thôi, còn các hữu còn lại đó thì không phải là, không phải là nhân duyên. Vậy thì ở trong, ở trong lớp này giờ hy vọng là các vị học viên chúng ta cũng có thể, chúng ta tính được cái cách phân tích này. Có một vị học viên là cô Tịnh Hạnh ở trong lớp, thì cô cũng, cô có gửi bài cho tôi, thì cô cũng có, cô cũng hiểu được cái cách làm, cũng hiểu được cái cách làm bài này. Ở trong cái phần liên hệ tôi đang hướng dẫn các vị ở đây đó, thì tôi cũng lược bớt một số cái phân tích khác, mà do vì tôi sợ là làm rối rắm cho các vị đó, nên tôi có lược bớt, về sau này chúng ta có thể, chúng ta trở lại, hoặc là các vị cũng có thể đọc thêm sách vở, chúng ta có thể tìm hiểu được. Chẳng hạn giống như là chúng ta trong cái duyên đó, chúng ta có thể phân tích theo người tội, thì nếu mà chúng ta nắm được cái chi pháp đó, thì chúng ta phân tích theo người tội cũng không phải là khó khăn. Chẳng hạn giống như là
Khi mà nói đến cõi đó, thì chúng ta thấy rằng là nhân duyên đó, thuộc về tâm pháp, mà đối với cái cõi vô tưởng đó, thì không có tâm, cho nên là cái cõi vô tưởng đó, thì không có nhân duyên. Đại khái là như vậy. Ở trong cái bài học ngày hôm nay, chúng ta học tiếp về chúng ta học chúng ta học cái duyên kế đến đó là cảnh duyên. Cái duyên đầu tiên đó là nhân duyên, là hay tapacayo, cái cảnh duyên là aramana tapacayo. Thì nếu vị nào mà chúng ta chưa có thuộc về một cái 24 duyên này đó, thì cứ mỗi duyên đó, thì chúng ta nhớ chữ Bali, thì qua 24 duyên thì chúng ta sẽ thuộc được cái 24 duyên này bằng Bali. Thì cái duyên đầu tiên thì chúng ta có là Hetapachayo, rồi cái duyên thứ hai đó là Aramanapachayo. Giờ hôm nay chúng ta học về cái cảnh duyên. Tất nhiên là tất cả các cái duyên chúng ta đang học á, là chúng ta đều học, đều phân tích theo tám đề thiện. Có nghĩa là chúng ta lấy ba cái phạm vi về tánh của các pháp, đó là cái tánh thiện, tánh bất thiện và cái tánh vô ký. Toàn bộ 24 duyên này thì chúng ta chỉ học theo cái phân tích sau tám đề thiện thôi. Thì cái cảnh duyên á, trước hết nó là cảnh trong vi diệu pháp. Cảnh á, tức là đối tượng của tâm. Tâm nhận biết cái đối tượng nào thì cái đối tượng đó được gọi là cảnh. Thông thường đôi khi trong ngôn ngữ hàng ngày chúng ta nói đến cái cảnh á, có cái khuynh hướng là chúng ta chỉ cho cái đối tượng của mắt. Giống như mắt chúng ta thấy cái gì đó thì chúng ta gọi là cảnh. Ở trong ví dụ pháp đó, thì tất cả những cái đối tượng nào nhận biết của tâm thì được gọi là cảnh hết. Như vậy đó, thì mắt nhìn thấy cảnh sắc thì cảnh sắc đó nó gọi là cảnh. Tai nghe tiếng đó, thì cái tiếng đó nó thuộc về cái cảnh của nhị thức. Rồi mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thì cái mùi vị đó là cảnh của mũi và lưỡi. Thân xúc chạm á, thì cái đối tượng mà thân nhận biết qua xúc giác đó cũng là cảnh. Và cái đối tượng mà chúng ta suy nghĩ ở trong cái tâm trí của mình thì cái đối tượng đó cũng là cảnh. Và chúng ta có 21, tất cả là 21 cảnh. Nhưng mà trong 21 cảnh đó, nó khái quát lại đó, thì chúng ta có cái 6 cảnh. Đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cảnh ở đây thì các vị biết rồi, thì cảnh sắc nó là đối tượng cho nhãn thức. Cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc là nhĩ tỷ thiệt thân. Còn cảnh pháp đó là đối tượng cho các cái tâm pháp còn lại. Và trong đó, đó thì cái năm cái cảnh đầu á, mà chúng ta gọi chung là cái cảnh ngũ á, thì năm cái cảnh đó, đó thuộc về sắc pháp. Còn cái cảnh pháp đó, thì có thể là danh pháp, có thể là sắc pháp, và cũng có thể đó là không thuộc về danh, không thuộc về sắc. Nghĩa là cái tâm có thể biết về cái cảnh niết bàn, cái tâm có thể biết về cái cảnh giới định. Như vậy thì cái cảnh pháp đó là bao hàm tất cả các cái đối tượng nào mà tâm có tâm biết được. Như vậy thì cái đối tượng của cảnh pháp đó là tất cả các cái pháp hữu vi, các cái pháp vô vi, và kể cả cái pháp tục đế, hay nói cách khác đó,
là tất cả các cái bạn, tất cả những các cái đơn vị, các pháp mà được kể trên cái biểu đồ ví dụ pháp đó, đều có thể là cái cảnh pháp hết. Và trong cái cảnh duyên này á, có một điều chúng ta lưu ý là đối với nhân duyên á, thuộc về giống câu sinh, có nghĩa là cái năng duyên á, tác động cho sở duyên á, phải bằng cách nó là cùng có mặt đồng sanh, nhưng mà cảnh duyên á, tác động cho sở duyên á, thì cả ba thời, có nghĩa là sanh trước, đồng sanh và sanh sau, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai và cả là ngoại thời. Các vị chúng ta cũng nhớ cái ngoại thời, tức là nó không thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, nghĩa là có những cái pháp được kể là ngoại thời, như là niết bàn là ngoại thời, chế định là cái cảnh ngoại thời, bởi vì đối với niết bàn mà chế định nó thì không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Vậy thì nói câu thời đó, thì cảnh duyên đối với sở duyên á, thuộc về cả ba thời và ngoại thời. Khác với nhân duyên á, là phải là chỉ có cái thời hiện tại là phải đồng sanh. Cho nên cái chi pháp của cái cảnh duyên này so với nhân duyên á, thì rộng hơn nhiều. Vậy thì trước hết á, cảnh duyên tức là gì? Cảnh duyên tức là cái duyên mà trong đó năng duyên là cảnh, năng trong đó năng duyên là làm cảnh để tác động cho sở duyên, theo đó mà sanh khởi thì được gọi là cảnh duyên. Hay nói cách khác, cảnh duyên tức là cái duyên mà làm cái đối tượng cho cái tâm sanh, cho cái tâm sanh lên thì được gọi là, cho các pháp khác sanh được lên bằng cách làm cảnh đó, thì cái sự tác động đó đó được gọi là tác động bằng cảnh duyên. Vậy thì về cái ý nghĩa của cảnh duyên đó thì chúng ta có cái ý, chúng ta nắm cái ý nghĩa như vậy. Cái chi pháp của cảnh duyên á, chi pháp của cảnh duyên á thì chúng ta có là năng duyên, năng duyên á thì gồm có 6 cảnh. Và 6 cảnh này đó làm đối tượng tác động cho các pháp khác sanh lên. Thì trong các cái pháp, cái đối tượng đó tác động, tác động được bao nhiêu pháp sanh lên? Tác động được tất cả các pháp sanh lên. Xin lỗi các vị. Là cái 6 cảnh này á, tôi trở lại cái phần nhân duyên đó, 6 cảnh này á, thì trong cái 6 cảnh này các vị hãy chờ tôi bỏ cái duyên này chút. Cái 6 cái cảnh này á, thì trong đó bao gồm tất cả là 121 tâm, chúng ta ghi lại cho nó rõ. 121 tâm, 52 sở hữu sắc pháp, niết bàn và chế định. 28 sắc pháp, niết bàn và chế định, để sáu cảnh không có rõ. Rồi sở duyên á, chúng ta ghi xong rồi chúng ta nói xong. Sở duyên là 121 tâm cộng 52 sở hữu.
chúng ta nhìn vào cái năng duyên và cái sở duyên của cái cảnh duyên á, thì chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của cảnh duyên, tức là cảnh duyên, tức là năng trong vai trò làm cảnh cho sở, năng duyên trong vai trò làm cảnh, làm đối tượng nhận biết cho sở duyên thì được gọi là cảnh duyên. Ví dụ giống như là chúng ta nhìn một cái món đồ đẹp, và do vì chúng ta thấy một cái món đồ đẹp á, chúng ta khởi lên cái tâm tham, như vậy cái món đồ đó đó làm cái điều kiện để khởi sinh cái tâm tham, như vậy trong trường hợp đó cái món đồ đó, đó được gọi là cái món đồ đó đã tác động cho cái tâm tham chúng ta sanh lên bằng cảnh duyên. Hay là chúng ta nghe một lời, chúng ta nghe một cái lời nói chỉ trích nào đó, đó mình khởi lên cái tâm bất bình, thì cái lời nói đó đó là một cái đối tượng để tác động cho cái sân tâm sanh khởi, thì cái lời nói đó tác động cho cái tâm sân khởi lên bằng cách đó là làm đối tượng cho cái tâm sân. Thì trong trường hợp này chúng ta gọi là cái tâm sân sanh khởi đó là do vì gặp cái cảnh duyên. Cái cảnh ở đây là cái cảnh mà chúng ta không có vừa ý. Như vậy là về cái ý nghĩa đó, thì chúng ta cũng theo nhìn qua cái chi pháp mà chúng ta dễ dàng nắm được cái ý nghĩa, thì toàn bộ 121 tâm và 52 sở hữu hợp này sanh lên. Nếu sanh lên trong trường hợp mà lấy cái các cái pháp khác làm cảnh để hiện, để khởi sanh, thì khi đó, đó thì được gọi là cảnh duyên. Rồi, kế đến là chúng ta phân tích theo cái phần 3 này, chúng ta phân tích phân theo tâm đề thiện. Thì cũng giống như là cái trường hợp đối với nhân duyên, tức là khi mà phân theo tam đề thiện đó, thì chúng ta chỉ phân tích theo ba cái theo ba tánh của các pháp là tánh thiện, tánh bất thiện và tánh vô ký. Thì các vị thấy rằng là do vì cái đặc tính của các cái duyên khác nhau, cho nên khi mà phân tích theo cái tam đề thiện đó thì nó cũng có cái rộng hẹp khác nhau. Chẳng hạn giống như là đặc tính của nhân duyên đó là phải đồng sanh năng duyên, phải đồng sanh với sở duyên, thì do vì cái đặc tính đồng sanh đó cho nên có những trường hợp đó mà năng duyên đó không có thể tác động cho sở duyên bằng cách đồng sanh được. Chẳng hạn giống như là đối với nhân duyên đó là không có trường hợp mà thiện trợ cho bất thiện bằng nhân duyên, lý do là thiện và bất thiện nó không có thể đồng sanh. Nhưng mà đối với cái cảnh duyên đó là do vì làm cảnh cho cái tâm sanh lên, và cái cảnh đó đó có thể là cái cảnh đã qua, có thể là cái cảnh đang xảy ra, hoặc là cái cảnh nó chưa xảy ra, có nghĩa là có đủ ba thời. Và do đó là phân theo tâm đề thiện đó, thì về các cái khía cạnh này đó thì cái cảnh duyên đó rộng hơn là đối với nhân duyên. Chúng ta sẽ đi từng cái trường hợp một. Trước hết là chúng ta có cái thiện, thiện trợ cho, thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên có nghĩa là cái thiện này giúp
cho cái thiện khác bằng cách làm đối tượng cho cái tâm thiện khác. Ví dụ giống như là một người làm một cái công đức nào đó, sau đó nó họ hồi tưởng lại những cái việc thiện của mình đã làm, rồi họ khởi sanh cái sự hoan hỷ, thì như vậy đó, cái tâm thiện sanh trước đó, làm đối tượng hay là làm cảnh cho cái tâm thiện sau, trong trường hợp đó, đó được gọi là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Thì ở đây do vì các cái chi pháp của cái cảnh duyên này đó, có những cái trường hợp mà nếu mà chúng ta chỉ tính sơ qua đó thì chúng ta sẽ kể không, chúng ta sẽ khó kể. Ở đây chúng tôi vì cái chi pháp trước đó, và chúng ta sẽ tìm hiểu cái năng và sở của cái chi pháp này, thì cũng giống như là cái cách tính của nhân duyên, là chúng ta có cái năng duyên. Các vị chú ý cái năng duyên và cái sở duyên tổng quát này, rồi từ cái năng duyên và cái sở duyên tổng quát này đó, thì chúng ta mới chọn ra năng duyên và sở duyên cụ thể trong từng khía cạnh của tam đề thiện. Nghĩa là từ cái năng duyên và cái sở duyên tổng quát đó, thì khi mà chúng ta chọn cái khía cạnh nào đó, như là ở đây là thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên, thì thiện ở đây đó, trong các cái sáu cái cảnh này đó, thì chúng sáu cái cảnh của năng duyên tổng quát này, chúng ta chỉ chọn những cái pháp thiện ra thôi. Rồi trong cái sở duyên 121 tâm và 52 sở hữu hợp này, chúng ta cũng sẽ chọn ra cái những cái pháp thiện thôi. Thì ở đây á, trong sáu cảnh này thì gồm có 121 tâm, 52 sở hữu hợp, 28 sắc pháp, niết bàn và chế định. Thì trong cái chi pháp của năng duyên á, thì chúng ta sẽ có chi pháp nào là thiện, chúng ta có 37 tâm thiện cùng với 38 sở hữu hợp. Nhưng trong trường hợp này á, thì chúng ta có không phải là thiện trợ thiện bằng nhân duyên, thì trong đó năng á, thì không phải là 38 tâm thiện mà chỉ là 32 tâm thiện thôi. Tại sao chỉ có 32 tâm thiện? Chúng ta ghi rồi, chúng ta đề miễn cho. Do vì phải trừ ra, trừ 5 tâm đạo, 5 tâm tứ đạo. Cộng 38 sở hữu hợp. Và sở duyên ở đây á, sở duyên á, thì chúng ta chọn ra là chúng ta ghi là chúng ta sẽ giải thích sau. Sở duyên ở đây là 8 đại thiện, chứ không phải lấy hết tất cả các cái tâm thiện được. 8 đại thiện, rồi thiện thức vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ, thiện phi tưởng, phi tưởng xứ, thiện phi tưởng, phi tưởng, rồi tâm thông thông thiện,
rồi 33 sở hữu hợp, còn 33 sở hữu hợp trừ giới phần và vô lượng phần, trừ giới phần và vô lượng phần tôi biết là khi khó nhìn đó, tôi vừa viết tôi vừa đọc với tập như vậy. Thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Ở đây chúng ta có năng duyên là 32 tâm thiện trừ 5 tâm tướng đạo cộng với 38 sở hữu hợp, và sở duyên và 32 tâm thiện này trợ cho 8 đại thiện, thiện thức vô biên xứ, thiện phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tâm thông thiện và 33 sở hữu hợp. Thì chúng ta thấy rằng là thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên, thì trong đó năng duyên á, không lấy hết tất cả tâm thiện mà chỉ có lấy 32 tâm thiện thôi trừ tâm tứ đạo. Ở đây có vị học viện, ở đây các vị học viên có vị nào mà chúng ta có thể giải thích được rằng là tại sao trừ năm tâm tứ đạo không ạ? Cô Hồng Nhung, cô Kim Nhung. Dạ, con thưa sư. Dạ, ở đây trừ năm tâm tứ đạo là ở bên phần năng duyên là vì năm tâm tứ đạo này thì tâm tố bắt chứ tâm thiện không bắt được thưa sư, nên mình phải trừ ra, nó không có phù hợp với câu thiện trợ thiện thưa sư. Dạ phải cô. Đây chúng ta phải biết một vấn đề, đó là trước hết đó, là trong các cái tầng thánh đạo quả đó, là cái tầng thánh thấp á không biết được cái tầng thánh thánh cao. Một vị thánh sơ quả đó, các ngài nếu có tha tâm thông thì các ngài có thể biết được tâm của vị A La Hán, nhưng mà biết được những cái tâm thông thường thôi, còn cái tâm giác ngộ của vị A La Hán thì các ngài không biết được, bởi vì cái tầng thánh đó các ngài chưa có chứng được. Chúng ta ví dụ giống như là ví dụ giống như về cái kiến thức giống như là cái kiến thức ở bên ngoài, chúng ta nói về các cái học vị chẳng hạn, giống như chúng ta chỉ có học chúng ta chỉ mới học tiểu học thôi, thì những kiến thức của những người học trước mình á thì mình không biết được, bởi vì cái phần đó mình không có học. Chúng ta có thể chúng ta đoán được những cái công việc làm của họ, giống như chúng ta nhìn vị giáo sư đó, chúng ta có thể chúng ta đoán đang suy nghĩ cái những cái việc làm thông thường thì được. Nhưng mà về cái kiến thức khoa học của vị đó, đó mình không có hiểu được, bởi vì phần đó mình không biết. Thì cũng như vậy đó, là đối với chư vị thánh thánh hữu học á, là các ngài không biết được cái tâm thiện, cái tâm của vị thánh A La Hán như thế nào, cái tâm chứng ngộ của vị thánh A La Hán như thế nào. Các ngài chỉ có thể biết được đối với những cái tâm thông thường khác của vị A-la-hán thôi. Do vậy là về cái tâm tứ đạo á, thì chỉ có vị A-la-hán khác á, hoặc là chính vị A-la-hán đó thì các ngài mới biết được cái tâm tứ đạo. Còn những người mà chưa chứng A-la-hán á, thì người đó không có biết được cái tâm tứ đạo. Nhưng mà do vì khi mà cái tâm tứ đạo vừa sanh lên á, thì từ đó về sau á, vị này không bao giờ dùng trở lại cái tâm thiện nữa hết. Cho nên cái người mà có thể biết được cái tâm tứ đạo đó, thì người đó chỉ có thể là A-la-hán mới có thể biết. Và nhưng mà do vì chỉ có vị A-la-hán các ngài mới biết được cái tâm tứ đạo đó, thì là vị này đó, thì hoàn toàn không còn cái tâm thiện. Cho nên ở đây là từ cái tâm bốn năm tâm tứ đạo là như vậy.
Rồi ở đây chúng ta có như vậy thì về cái chi pháp quá, thì các vị đã hiểu rằng là tại sao chỉ có 32 tâm thiện không mà không phải là 37, đúng không? Dạ phải. Dạ. Rồi tiếp theo cái phần sở duyên á, cái phần sở duyên á, thì tại sao mà chúng ta chỉ có lấy cái 8 đại thiện mà chúng ta không có lấy 5 thiện sắc giới? Ở đây có vị học viên nào nào giải thích được cái điểm này không à? Tôi muốn cho các vị tự tự tìm hiểu để các vị dễ nhớ. Ngoài cô Hồng Nhung ra còn cô Hồng còn vị học viên nào? Các vị biết rằng là tại sao mà chúng ta ở đây không có kể trước hết đó là chúng ta nói về cái thiện á, thì chúng ta có tất cả là 37 tâm thiện, nhưng mà trong trường hợp sở duyên này á, thì chúng ta không có kể đủ 37 tâm thiện mà chỉ có 8 cái tâm đại thiện dục giới, chúng ta trừ ra là 5 thiện sắc giới, và đối với vô sắc á, thì chúng ta trừ ra cái không vô biên xứ và vô sở hữu xứ, rồi chúng ta trừ luôn 20 tâm đạo. Cái này cũng có thể là các vị cũng có. Dạ thưa sư, cho con xin được giải thích như vậy cho đúng không ạ? Dạ dạ mời con. Dạ, do không có lấy được năm tâm thiện sắc giới là do năm tâm thiện sắc giới này bắt cái đề mục chế định làm cảnh, cho nên ở đây không phải cái ở đây mình là thiện trợ hiện, nên cái năm cái đề mục 40 đề mục chế định đó thì nó không có phù hợp ở đây. Là chính xác vậy không? Chính xác là vậy. Yeah. Rồi tiếp nữa là đối với cái tâm, đối với cái vô sắc á, ở đây nó cũng theo cái lý tương tự như vậy, là do vì hai cái tầng thiền không vô biên xứ và vô sở hữu xứ đó, thì không có lấy cái tâm thiện làm cảnh, mà lấy làm cái cảnh là cái cảnh vô ký. Còn đối với cái thức vô biên xứ là do vì cái thức vô biên xứ lấy cái đối tượng tầng thiền trước làm cảnh, cho nên được kể cái thức vô, do vì cái thức vô biên xứ lấy thiện không vô biên xứ làm cảnh, cho nên cái thức vô biên xứ được kể. Rồi tương tự cái phi tưởng xứ lấy cái tầng thiền vô sở hữu xứ làm cảnh, cho nên là kể hai cái kể được kể ở đây. Rồi tương tự cái tâm thông thiện, bằng cái tâm thông thiện thì có thể biết được cái thiện tâm của người khác. Như vậy cô Phước Duyên có thể giải thích thêm rằng là tại sao ở đây chúng ta chỉ có 33 sở hữu hợp mà lại trừ giới phần và vô lượng phần không? Thưa sư, cái giới phần đó thì chỉ có tâm đạo mới có một lượt ba giới phần sinh khởi lên một lần thôi ạ. Còn cái vô lượng phần đó thì khi là cái vô lượng phần này con không rõ lắm. Do vì trước hết là chúng ta thấy là sở dĩ không được kể ở đây á, là do vì giới phần và vô lượng phần á, không lấy thiện làm cảnh. Trước hết nó là giới phần á, là có mặt ở trong cái tâm hiệp thế và cái tâm siêu thế, và đó ở trong cái tâm hiệp thế đó thì giới phần á, lấy các cái pháp đối nghịch với thiện làm cảnh, chẳng hạn giống như là cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ á, thì lấy cái tà ngữ làm cái đối tượng để ngăn ngừa, cho nên là ở trong cái giới phần, ở trong cái tâm hiệp thế đó thì lại là lấy cái đối tượng bất thiện làm cảnh. Còn mà cái giới phần ở trong cái tâm siêu thế đó thì lấy niết bàn làm cảnh. Cả hai trường hợp đều không có lấy thiện làm cảnh, cho nên trừ giới phần. Còn đối với vô lượng phần á,
là lấy chúng sanh làm cảnh, mà chúng sanh thuộc về chế định chứ không phải là thiện. Dạ. Cho nên vô lượng phần không được kể ở đây. Dạ, như vậy các vị có nắm cái, có nắm được các cái chi pháp được liệt kê ở trong cái sở duyên của cảnh duyên này không ạ? À? Trong cái phần tính cảnh duyên đó, thì tương đối là về cái năng và cái sở đó là khá phức tạp so với cái nhân duyên. Vậy thì chúng ta trở lại pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên, có nghĩa là cái pháp thiện được sanh lên là nhờ lấy cái pháp thiện khác làm cảnh mà hiện khởi, thì trong trường hợp đó được gọi là cái pháp thiện đó khởi sanh bằng cảnh duyên, do được khởi sanh bằng cách là pháp thiện trợ cho pháp thiện này trợ cho cái pháp thiện khác. Trong đó cái pháp thiện mà có thể làm cảnh duyên, có thể làm cái đối tượng cho cái pháp thiện khác đó, thì chỉ có thể là 32 tâm thiện thôi. Phải trừ ra cái tâm tứ đạo không thể làm đối tượng cho các cái tâm thiện khác, bởi chúng ta dược phàm phu và kể cả thánh hữu học thì hoàn toàn không có thể biết được cái trạng thái tâm tứ đạo, cho nên không có thể lấy cái tâm tứ đạo làm cảnh. Rồi đối với cái sở duyên thì chúng ta không có, chúng ta trừ ra các cái tâm thiện thiền sắc giới và hai cái tâm không vô biên xứ và vô sở hữu xứ của vô sắc, vì các cái tâm này không có lấy pháp thiện làm cảnh. Rồi còn đối với 20 tâm đạo, trừ ra 20 tâm đạo là bởi vì 20 tâm đạo lấy niết bàn làm cảnh chứ không có lấy cái pháp thiện làm cảnh. Và niết bàn thì tất nhiên là vô ký chứ không phải là thiện. Rồi còn đối với các cái sở hữu hợp thì chúng ta trừ giới phần và vô lượng phần. Ở đây các vị nắm hết mấy các cái chi pháp này không phải không ạ? Dạ thưa sư được. Dạ. Thưa sư có ạ, con nắm được. Dạ. Dạ thưa thầy con hiểu ạ, con tin ở thầy. Dạ. Vậy thì ở trong cái trường hợp một cách đơn giản nhất thì có nghĩa là khi mà chúng ta suy xét về các chúng ta lấy các cái giống như là đối với một người mà tu về đề mục niệm giới, thì do vì vị đó suy xét những cái giới luật trong sạch của mình thì đó khởi lên cái sự hân hoan, thì khởi lên cái tâm đại thiện thọ hỷ, thì trong cái trường hợp đó được gọi là thiện trợ thì thiện bằng cảnh duyên. Còn mà chi tiết thì chúng ta có các cái trường hợp mà chúng ta vừa kể, chúng ta nhớ trừ ra một số cái tâm thiện. Vậy thì ở đối với nhân duyên thì khi mà chúng ta để thiện trợ thiện bằng nhân duyên thì cái năng duyên sẽ là 6 nhân tương ưng và sở duyên là các cái pháp đồng sanh. Nhưng mà đối với cảnh duyên này đó thì chúng ta thấy rằng là cái cách tính chi pháp nó khác. Lý do là do vì cảnh duyên có mặt đủ cả ba thời, và trong đó có những cái trường hợp mà tâm thiện này không có thể làm cái đối tượng cho cái tâm thiện khác, hoặc là trường hợp là cái tâm thiện đó khởi sanh tuy nhiên không có thể khởi sanh bằng cách lấy cái tâm khác, cái thiện khác làm đối tượng. Là chúng ta đi lên cái khía cạnh thứ hai của cảnh duyên, đó tức là pháp thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên. Thì chúng ta thấy ở trong cái phần nhân duyên á thì không có trường hợp là pháp thiện trợ cho bất thiện bằng nhân duyên, nhưng mà đối với cảnh duyên á thì hoàn toàn có thể, tức là có những cái pháp thiện này làm cái đối tượng cho cái bất thiện khác.
Vậy là chúng ta đi đến, chúng ta tiếp theo cái phần thứ hai, đó là các vị ghi là pháp thiện trợ cho chúng ta. Phần thứ nhất là thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Cái phần thứ hai là thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên. Chúng ta lấy trước cái chi pháp và chúng ta tính xong. Cái chi pháp đó là chúng ta có cái thiện là năng duyên á, năng ở đây, năng ở đây là 17 tâm thiện hiệp thế, 17 thiện hiệp thế. Cộng 38 sẽ hỗn hợp. Và sở duyên ở đây là lấy tất cả là 12 tâm bất thiện. Sở duyên là 12 tâm bất thiện. 12 bất thiện. Cộng 27 sở hữu hợp, sở hữu. Thiện trợ cho bất thiện á, bằng cảnh duyên á. Ví dụ như là một người nào đó làm một cái công đức nào đó, bằng tất nhiên ở đây chúng ta giả định rằng họ làm bằng một cái thiện tâm. Rồi khi mà họ nhớ lại cái tâm thiện của mình đã làm, nó có nhiều cái tâm lý khác nhau. Có thể là họ hoan hỷ với cái việc thiện mình đã làm, như trường hợp trên chúng ta có thiện trợ cho thiện. Nhưng mà có những cái trường hợp khi mà chúng ta nhớ lại cái việc thiện thì lại là cái việc thiện đó làm cái cảnh cho bất thiện sanh lên. Chẳng hạn giống như là một người họ làm một cái việc bố thí chẳng hạn, rồi sau đó họ hối tiếc, hoặc là họ làm một cái việc phước nào đó rồi sau đó họ khởi sinh cái tâm kiêu ngạo vân vân, thì trong những trường hợp như vậy đó được gọi là thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên. Có nghĩa là khi mà nhớ lại cái cảnh thiện nào đó, thì khi đó nó làm cái điều kiện cho cái tâm bất thiện mình sanh khởi. Và ở đây có một cái điều đặc biệt đó, là khi mà nói đến cái tâm thiện đó, ở trong cái phần năng duyên đó, thì chúng ta chỉ có kể các cái tâm thiện hiệp thế, mà không có kể 20 cái tâm thiện siêu thế. Ở đây là cái tính đặc thù của cái thiện siêu thế, hay nói cách khác đó là cái pháp tánh đặc biệt của chư vị thánh nhân. Đối với phàm phu của chúng ta đó, một người kể cả đã chứng thiền định, nhưng mà đôi khi chính cái thiền định đó đó làm cái điều kiện cho cái tâm bất thiện sanh. Chẳng hạn giống như là ở trong cái bài kinh ví dụ lỗi cây, Đức Phật này nói đó, có những cái cạm bẫy của những người xuất gia, và những cái cạm bẫy đó nó không hẳn là chỉ là những cái cạm bẫy thuộc về bất thiện, chẳng hạn giống như là những cái cạm bẫy lợi lộc vân vân, mà nó có những cái cạm bẫy mà cái cạm bẫy nó vốn là các cái thiện. Chẳng hạn giống như là một vị thành tựu về giới hạnh, một vị thành tựu về thiền định, một vị thành tựu về tri kiến, thì giới hạnh, thiền định và tri kiến đó vốn là những cái thiện pháp. Tuy nhiên là do vì cái tập khí phiền não, một cái thói quen phiền não từ vô lượng kiếp, cho nên đối với phàm phu của chúng ta đó, thì dù cho cái đối tượng nào, dù cái đối tượng đó nó có như thế nào đi nữa, kể cả đối tượng đó và cái đối tượng thiện, thì vẫn làm cái điều kiện cho bất thiện khởi sanh. Chẳng hạn giống như là một người mà khi mà phản tỉnh thấy rằng là giới của mình thanh, giới thanh tịnh đó là một cái việc thiện, nhưng mà khi mà vị đó phản tỉnh lại đó, hoàn toàn nó có thể làm cái điều kiện cho cái bất thiện sanh. Chẳng hạn giống như là vị đó khởi lên cái tâm kiêu ngạo, nghĩ rằng là mình thanh tịnh hơn người khác, khen mình chê người vân vân, thì khi đó
thì cái giới đó nó trở thành cái cạm bẫy cho một người tu tập. Và trong trường hợp này chúng ta gọi là cái giới, cái thiện pháp đó, đó làm cái đối tượng, làm cảnh cho cái bất thiện sanh. Hay nói cách khác là thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên. Thì tương tự như vậy, đối với một người thành tựu thiền định hay một người thành tựu về tri kiến, thì cái thiền định và tri kiến đó hoàn toàn có thể làm đối tượng, làm cảnh cho cái bất thiện sanh. Nhưng mà cái điều, cái pháp ánh đặc biệt của chư vị thánh nhân á, là khi mà các ngài nghĩ về các cái tâm đạo của mình á, không bao giờ mà các ngài sanh lên khởi sanh cái tâm kiêu ngạo hết. Một vị thánh sơ quả, và khi mà các ngài phản kháng lại cái đạo quả của mình là luôn luôn là bằng cái tâm thiện, chứ không bao giờ là các ngài kiêu ngạo vì cái sự giác ngộ của mình. Bởi vì cái sự giác ngộ ở đây là như thế nào, là các ngài nó là để phá phiền não. Cho nên khi mà các ngài phản kháng và các ngài nhìn lại những cái tầng đạo quả của mình thì mình chứng đắc đó, thì các ngài thấy ra là cái niết bàn nó mới thật sự là một cái hạnh phúc tối thượng. Còn cái phiền não quả thật đó, nó là cái phiền não, nó là một cái đối tượng mà cần phải được sát trừ. Do vậy đó, khi mà cứ mỗi cái phần mà chúng ta học qua đó, thì chúng ta hiểu rõ hơn về các cái phần cơ bản mà mình chúng ta đã học. Chẳng hạn giống như khi mà mình học về cái thiện siêu thế đó, thì chúng ta chỉ nói một cách ngắn gọn, đó là cái phần cái khoảnh khắc mà vị đó vượt thoát từ phàm sanh thánh hay từ thánh thấp đến cái tầng thánh cao. Nhưng mà ở trong cái thiện mà trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên, thì một lần nữa chúng ta thấy rõ hơn về các pháp tánh đặc biệt của vị thánh nhân. Tức là dù là một vị thánh hữu học, thì cái trạng thái hướng thượng của cái tâm siêu thế đó, hơn hẳn so với các cái tâm hiệp thế. Các cái tâm hiệp thế có thể làm đối tượng cho cái bất thiện, nhưng mà cái thiện siêu thế thì không làm đối tượng cho bất thiện được. Do vậy ở đây năng duyên thì chúng ta chỉ kể là các cái thiện hiệp thế và 38 sở hữu hợp. Và còn cái sở duyên thì có đủ 12 bất thiện và 27 sở hữu hợp. Ở đây không có cái trường hợp ngoại lệ nào mà để cho chúng ta nói thêm. Thì ở cái phần cảnh duyên này thì chúng ta thấy rằng là cái cảnh duyên này về cái cách mà nó trợ sanh cho các cái pháp sở duyên đó, thì nó rộng hơn là đối với nhân duyên. Và rộng hơn ở đây chúng ta còn thấy rằng là nó có trường hợp là thiện trợ cho cả cái bất thiện. Vậy thì khi mà chúng ta học về phần duyên này thì chúng ta thấy rằng là khi mà một cái tâm bất thiện, một cái tâm phiền não sanh lên, thì không chỉ là cái đối tượng phiền não khác trợ cho cái đối tượng phiền não khác, mà trong đó kể cả ngay cả cái thiện pháp mà nếu không có khéo giữ gìn, thì cái thiện pháp đó hoàn toàn vẫn có thể làm cảnh cho cái bất thiện. Và đây cũng là cái lý do mà tại sao trong các cái thiền viện đó, là vị thiền sư đó, là luôn luôn khuyến khích các vị thiền sinh đó, là không nên nói về những cái sở đắc của mình, nói ra những cái sở đắc của mình. Bởi vì nó có cái khuynh hướng là khi mà chúng ta tự hào về cái sở đắc của mình đó, chúng ta có cái gì thì chúng ta thích tự hào về cái điều đó. Và khi mà chúng ta tự hào về cái sở đắc của mình đó, thì ngay khi đó, đó thì tâm ngã mạn khởi sinh. Mà khi mà cái tâm ngã mạn sinh lên đó, thì khi đó nó sẽ ngăn ngại các cái thiện pháp, cụ thể là cái quá trình tu tập của vị hành giả. Cho nên trong cái trường hợp mà vị thiền sinh phải trình pháp cho vị thiền sư hướng dẫn, thì trong trường hợp đó giống như là một bệnh nhân
mà nói hết tất cả những cái triệu chứng cơ thể của mình, từ cái triệu chứng bệnh hoạn cho đến những cái dấu hiệu bình phục để bác sĩ điều trị. Còn mà ngoài cái lý do đó ra thì vị thiền sinh không bao giờ được nói về các cái sở đắc của mình, bởi vì ở đây để tránh trường hợp là cái thiện đó nó làm cảnh cho cái bất thiện. Bởi vậy mà các vị cũng đang thấy màn hình phải không? Có nghe nhạc thấy không? Dạ. Chúng ta đi tiếp cái phần thứ ba. Chúng ta có phần thứ ba tức là thiện trợ cho vô ký. Trợ cho vô ký bằng cảnh duyên. Thì về thiện ở đây á, về năng duyên á, thì chúng ta lấy hết tất cả các cái pháp thiện năng thì chúng ta có 37 38. Cái sở duyên á là trước hết là chúng ta ghi rồi, chúng ta tìm hiểu sao. Chúng ta có 11 cái na cảnh. Mười tố dục giới. Trừ khai ngũ môn. Tâm quả là tố thức vô biên xứ. Quả và tố thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ, rồi quả và tố. Phi tưởng thì phi tưởng xứ. Rồi cũng giống như là trường hợp trên thì chúng ta có 33 sở hữu hợp. 33. Chúng ta có 33 sở hữu. Và tức là những trường hợp trên tức là trừ 3 giới phần và 2 vô lượng. Rồi ở đây chúng ta đó là có những cái trường hợp giống như là một vị đã chứng quả A-la-hán, các ngài quan sát lại các cái quá trình tu tập của mình, chẳng hạn giống như là các ngài nhìn lại các cái tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, thì khi đó nó thì cũng được gọi là cái thiện trợ cho vô ký. Rồi các cái trường hợp còn lại giống như là các cái tâm quả và tố thức vô biên xứ, hay là quả và tố phi tưởng xứ, thì các vị cũng nắm được rồi, nó giống như là cái trường hợp ở trên. Rồi trừ 30 cộng 33 sở hữu hợp thì nó cũng sở dĩ mà trừ giới phần và vô lực phần thì nó cũng giống như ở trên. Mà chẳng qua ở đây thì thay vì ở trên thiện trợ cho thiện đó,
thì chúng ta lấy cái tâm thiện tâm vô thức vô biên xứ và thiện phi tưởng phi vi tưởng xứ, thì đối với cái vô ký này thì chúng ta không lấy thiện mà chúng ta lấy quả và có, bởi vì đây là trường hợp của vô ký. Như vậy là cái trường hợp của vô ký này đó thì chúng ta cũng không có cái vấn đề gì. Còn 10 tố dục giới sở dĩ chúng ta trừ năm khai, chúng ta trừ khai ngũ môn là bởi vì khai ngũ môn thì lấy cái cảnh ngủ chứ không phải là cái thiện làm đối tượng, thì chúng ta trừ ra thì có thể là ở đây các vị đều hiểu. Như vậy thì các bạn học ngày hôm nay chúng ta học về ba cái khía cạnh đầu tiên của cảnh duyên theo tâm đề thiện, tức là thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên, thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên, và thiện trợ cho vô ký bằng cảnh duyên. Thì trong các cái trong ba cái khía cạnh này, trong cái ba cái khía cạnh đầu tiên đó, thì các vị thấy là năng duyên là luôn luôn là thiện, thiện trợ cho thiện, thiện trợ cho bất thiện và thiện trợ cho vô ký. Và tuy vậy đó thì khi mà thiện trợ cho thiện đó, thì cái năng duyên đó, cái thiện đó chúng ta kể khác, rồi cái thiện trợ cho bất thiện đó, thì cái năng duyên đó, thì chúng ta cũng lấy khác, rồi cái thiện trợ cho vô ký đó, thì cái năng duyên đó, thì chúng ta kể khác. Trong khi đó là đối với cái nhân duyên đó, thì trong cái phần này thì đơn giản hơn, hầu như là đều giống nhau, chẳng hạn giống như là thiện trợ cho thiện bằng cảnh nhân duyên thì nó cũng giống như cái chi pháp thiện đó, nó cũng giống như là thiện trợ cho vô ký bằng nhân duyên. Nhưng mà đối với cảnh duyên đó, thì chúng ta phải lưu ý là các cái trường hợp đó, nó sẽ tùy theo cái duyên mà nó trợ tạo, cái nhân duyên là tính khác nhau. Ở trong cái phần cảnh duyên này thì nó có hơi phức tạp hơn nhân duyên một chút, nhưng mà đối với tôi đó thì cái cảnh duyên là một trong những cái cảnh duyên mà một trong những cái duyên mà được một trong những cái duyên chính các vị. Bởi vì nếu mà phân tích theo giống thì cái cảnh duyên này nó thuộc về cái giống cảnh, tức là cầm cái đối tượng cho tâm. Và làm cái đối tượng cho tâm thì như các vị thấy rằng là cái tâm của chúng ta có thể bắt đủ thứ đối tượng hết. Do vậy mà cái gì cũng có thể làm cái đối tượng cho tâm được hết. Trong đó kể cả là niết bàn và chế định. Rồi, chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Dạ, trước cũng kính bạch thầy. Các vị hoàn toàn có thể các vị hoàn toàn có thể có cái thắc mắc gì đó thì các vị có thể gửi về cái tin nhắn Facebook của chùa cũng được, dạ, hay là các vị gửi cho sư tỷ tịnh cũng được, thì tôi có thể tôi chia sẻ các vị gì thì chúng ta chia sẻ phần đó. Rất là hoan hỷ khi mà các vị học viên của chúng ta là những người cũng khá bận rộn những cái các cái công việc, vẫn cố gắng để học phi diệu pháp, và đặc biệt thì các vị đã đeo đủ cho đến cái phi diệu pháp phần duyên này cũng không có mấy khi mà bản thân tôi có thể hướng dẫn các vị phần duyên, bởi vì đa số là các vị học cái phần dưới xong có thể bỏ học hết đó. Ít có khi mà chúng ta đeo đuổi lâu dài cho cái phần duyên này, thì khi mà các vị học đến đây thì chúng ta thấy rằng là nếu mà cố gắng mình đeo đuổi thêm á thì cũng là một lần nữa chúng ta có thể chúng ta ôn lại cái phần dưới rồi chúng ta nghỉ học ở đây phát biểu thôi. Dạ, kính thưa sư. Dạ. Tu sa. Dạ, xin chào các vị.